quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Nay ba mình cưa cây cao vua nha quý vị. Nằm sát hàng rào. Ba mình sẽ dùng dây leo lên luôn nha quý vị. Không cần dùng dây bảo hộ. Mình lên chỉnh cột dây rồi để kéo máy cưa. Mình đang kéo máy cưa nhỏ lên để hạ bớt những tàu lá. Mình đã hạ những cái tàu. Gió nó bay vô quá trời luôn quý vị. Ngay em mình đang xả mấy cái lóng cây. Wow, gió vô quá trời luôn tụi vậy. Tốt ngoài kia vô đây khoảng 3-4 mét mà nó bay vô tới trong này. Gió ngược vô. Em mình ở dưới đang cắt nhỏ ra giùm chủ nhà nha quý vị. Tại vì cái lá tàu lá đó nghe cái cổng nên ba mình lấy tay nắm kéo vào trong thôi. Ba mình vừa cái đọt lại để giữ thăng bằng thôi. Bây giờ sẽ cắt này. Bây giờ ba mình sẽ thả máy cưa nhỏ xuống để đưa máy cưa bự lên cưa cái phần đọt. Cột dây để kéo máy cưa lên. À, mình đang đu xuống luôn rồi giờ. Xuống dưới sẽ lấy máy cưa lên sau nha quý vị. Ba mình cưa ở dưới này luôn, hạ nguyên cái thân luôn. Ba mình sẽ nhắm hướng để hạ nguyên phần gốc xuống. Bây giờ ba mình sẽ lấy cái máy lớn hơn để cưa. Ba mình đang nhắm hướng để cưa quý vị. Bây giờ sẽ đi ra vòng ra ngoài để cưa.
tại vì kẹt cái hàng rào và cái cổng rào. Ba mình sẽ cưa nhớ được. Oh, wow. Ôi, rung rinh cái cây này luôn rồi. Tét luôn mấy cái lóng bên kia kiểu gì. Quá trời luôn. Những cái sớ. Đây là những cái sớ thịt rất là mềm luôn quý vị. Bà thấy thấy cưa nguyên cái gốc vậy thấy khó hơn không bà? Mau hơn. Tại vì nó cắt chỉ lắm, mình nó cắt cục cục, nó không có chỗ ngã, mình nó leo lên cắt cục. Còn bây giờ nó chống thì mình cắt dài được, mình cắt cho nó mau, nó xuống đây cho mình cắt lại sau nó khỏe hơn. Nhưng mà tâm lý của ba khi cắt nguyên cái thân này á, ba có thấy hồi hộp hơn là cắt nguyên lóng không? Không, quen rồi. Như mấy cái sao bự đó cũng canh ăn thua mình canh theo hướng cái này rộng rồi. Dạ. Rộng rồi đâu. Dạ. Cảm ơn ba nha. Thì video quá dài rồi nên mình bây giờ mình sẽ rút gọn lại và sẽ hạ cái phần gốc cây kế bên cho quý vị coi nha. Ba mình nhắm hướng để hạ xuống quý vị. Ôi, này nó bị cạ vào nhau, chày nguyên một lần đây, này tét luôn quý vị, tét ở phần dưới nữa nè. Bây giờ ba mình sẽ cưa từng lóng nhỏ ra cho chủ nhà, ba mình chim cái cây như thế này nè, để cho nó đừng bị dính với cát. Oh.
phần trên đây hồi nãy em mình đã cắt nhỏ ra trước rồi nha quý vị. Video đến đây là kết thúc.